Quá, mày nói đâu của Bi? Ông có xe đi đâu em cũng biết nữa. Ừ, của em chứ mình biết đâu. Dạ, biết chứ, của em đây mà. À, ý là mất có ý tưởng này muốn Ruby thực hiện mà. Ý tưởng gì vậy? Em muốn có tiền không? Thì tiền ai muốn. À, tao đi chợ lên đi mà có nem sĩ liền à. Vợ nó điên sao, lên đâu có thích Bi gì đâu mà lên đến với Bi mình cũng tìm nói nhẹ. Bồ có người ra bị lạc hướng rồi các bạn. Rồi hôm nay là Bi chỉ lên chỉ thực hiện bằng tôi đó là kiếm tiền của Tường Thiết không em. Nhưng mà kiếm sao vậy? Ủa, cái đó là lên phải vô đi kêu lên này. Đi đâu vậy? Lên, vô ra đây, đây. Dạ, xeo lên nè. Em đi coi cái đây. Đâu dám nói mày nói đâu, sợ mày nói biết cũng mấy mày nói. Lấy làm thiệt ăn thí mẹ luôn. Mày nói mua cặp đây rồi. Đi cho xem. Mình muốn quần cặp đại diện đỡ nó đi á. Cũng chừng mà nó đi ra nhiều rồi mình làm một clip mình ăn. Đây là con đực, nó tên là Cherry. Còn đây là con cá, nó tên là Mickey. Mình đặt hai tên rồi, cái tên hết rồi. Đó, đợt nó lớn rồi. Giờ mai là lên mua cái lồng. Giờ lên đỡ nó nuôi. Giờ lên cho Bi mượn một con. Tao không đem về nhà em nuôi luôn hả? Đem cho mượn, làm clip mà đỡ tắt mấy Bi tôi bàn cho bà hiểu rồi, nhốt đó. Ê, điều gì vậy? Hả? Điều gì vậy? Mẹ kêu lên phụ tao ai cái sòng cái cánh cửa xíu mà. Rồi vậy, tao mới bữa nhà mày mới đi lấy thỏ rồi. Rồi cô đã cho nó con thỏ. Mua làm thật hả? Không. Nó nguồn thỏ mà cô cho gì nó nuôi. Mà tao nghĩ ông bạn trời tao cớ ai vui nhiều lắm. Vui làm thịt, làm thịt. Làm thịt. A few moments later. Em quay cầm thỏ rồi ơi. Tao đi kêu cho anh em phụ nha. Hồi nãy mấy người đi hết rồi, có ai phụ em cầm thỏ. Thỏ không đẹp với em. Anh thỏ đây mà làm thịt ấy xì luôn em ơi. Anh thỏ đây mà làm thịt ấy xì luôn em ơi. Thôi làm thịt điện mẹ với nuôi vậy. Không, tự nhiên nuôi ấy, nghĩ sao trời. À, cho anh đi, cho nuôi cho anh. Vậy cha em nuôi được anh. Không được hàng cá, chặt đi coi biết liền của em. Ờ, cái mà hỏi gì kỹ vậy. Mà tính cho phóng với con thỏ sao mà. Tính buồn con cái vậy. Dạy, chị cất dạy. Nó yếu. Thiết mà thiết. Trời, thỏ đâu đẹp vậy Bi. Ừ. Em bà lại gì cho em nuôi á. Hè, đồ dễ thương, thỏ chúng Bi quá, ấy gì luôn á. Ừ. Em giống như hàng nha. Em là giống như Bi. Quá, sao còn con nữa kìa. Thỏ nó ăn như vậy. Đâu có gì mình làm riết riết rồi mình đi về sớm đỡ Bi nó có cầm thỏ gì à. Đúng không? Chợ gì cầm gì cho anh cho không nó chết. Thỏ đẹp chứ? Gửi gì tại nhà bạn có nói giá tiền luôn. Không, gửi gì em nuôi mà. Chợ đây ngày đều muốn hay quyền đúng không? Thỏ anh nghĩ tưởng gì trong đây. Em nghĩ đi đâu. Thì anh nghĩ đi, em đi vô đi vô xin cái. Dạ anh nghĩ là anh muốn làm thịt nó. Nữa. Tao phải còn hả? Em đi là anh đi em làm thịt gác vậy nha. Xuống ăn trước. Đồ mẹ nó tạo cơ hội cho mình luôn Thiết ưng. Giờ chạy ra làm gì? Giờ tao có cái đấy. Ê Thiết đây, đây. Làm gì? Bắt đèn tụi trơm, mình trơm với con thỏ tính cái thành con thỏ màu đi mà màu, màu đó. Sao mấy cái đây mày? Mày mình đều kéo ra. Cái này nó to quá. Chụp nhặn, bắt chặn đó. Mấy nó chạy mất rồi sao mày? Không, chạy cho nó ra đi, chết ra đi. Giờ em cầm anh chị. Thôi mày coi. Coi nó chạy nha, anh không biết đâu. Nó chạy là mày đền mất nó luôn nha. Để mình chạy chất cơm. Đúng rồi, Thiết ơi, đúng rồi, con trai của chúng mình. Muốn quay chân. Chết mày rồi. Đúng rồi, đụng mấy tao nhiều khi tao sau nhà nó là thích hơn hả mày ơi. Đụng nó khác với mấy con khác hả? Đúng rồi. Mình làm những cái ngược đãi động vật thiết. Sao xong mèo đụng mày hầu chim bán chim chút màu vậy chứ. Đụng mày chim nó mèo nói khác là gì mà sao khác mà bán mắc tiền không. Mà trúng tiền quyền nè. Cho mẹ tiền quyền luôn đi. Mày biến anh dữ vậy? Ừ, rồi. Chắc chắn là cô có nhiều người dễ thương này.
thôi giờ anh lỡ rồi Nguyễn Sơn anh định chặt em cho vui mà đâu giờ sao yên tâm nữa hả? Không giờ lỡ đâu giờ có gì đâu rồi giờ lỡ giờ anh chui ra cho em đi chú lên nó đi, mày mày làm cái giải thiết, mày thở nó bao nhiêu giờ mà mày mày làm xong rồi, lên, nó nói lên là thực hiện màn Trojan của mày á, nó nói lên là thực hiện màn Trojan của mày á, giờ sao mày? Hả? Ừ? Biết là cách đời luôn thả cho em. Nhiều khi xong rồi nó đẹp hơn mày. Đủ đẹp, đẹp như vậy. Nghiệp mạng lên. Đó chứ mày đẹp đẹp mày đúng á. Anh thấy đây hộp hộp em á. Cái mèo đây là cái mèo hường mẹ, đụng nó đẹp ơi gì luôn á. Thả người ta cho mày xong vậy mày chờ cái lẽ mày. Cách đời đi. Nghiệp mà bị giờ lỡ đầu đụng mà sao em đi gọi sinh ra nè. Nghĩ sao hỏi em mà sao nhà em coi thử được không? Ừ. Thôi mà tánh thiệt đẹp vậy sao màu đỏ thì vô. Thấy đẹp mẹ nha anh nghĩ là em thích màu hồng. Vậy sao em thích màu hồng? Thì á giờ mắc đồ làm sao đây? Nghĩ sao hỏi được không? Em lời quá anh thấy đụng cái gì anh chửi như chó hẹ gì mà. Em lời quá anh thấy đụng cái gì anh chửi như chó hẹ gì mà. Chữ gì dữ dội với bạn thở đi nó xong cái mèo không mà làm gì dữ vậy thôi lỡ bình thiết nó lỡ mà thôi không giờ sao lỡ gì nó đòi nó đi chứ còn nói nữa mày đồ khoe mày tao kêu tao đòi mày mày cái gì tự nhiên con thở ủa khoe mày mày tao chung mà kêu mày anh đi tao ai đây ai đi mày xong đây tao mày tao chung mà nó kêu lên mày gì ra đây em trả tiền đây đúng rồi kêu em cứ đưa tiền cho ai bây giờ thay ai làm em vô. Đúng rồi, thì tao chung thì tao lên chung. Giờ cái mèo đó đủ 20.000 này, hay 30.000. Người mua cho sơn trắng sơn lại. Không? Mày đông, mày làm tiền dở dữ vậy. 3 triệu mày điên sao vậy dữ vậy? 3 triệu rồi chứ. 3 triệu. Dở là tiền mới bây giờ. Em kêu giải kêu liên hệ lên nha, nó lầm. Rượu liên hệ với mày, tao không có đồng nào không? Ai 300.000 chứ mấy mà kêu 3 triệu. Còn mẹ cô em gái gì cho em nuôi. Thì theo em nghĩ là mua cho sân trắng sơn lại một cái cả xem. À vậy tôi lên mua sân trắng lên. Lên tôi sơn lại cho nó. Thì tôi cho sân trắng tôi sơn chứ làm gì vậy. Ủa ra thở của nó mà mày làm vậy mà đền tiền mà đừng có nói vòng vòng quá mày lấy tiền ra đi móc 5 triệu đi. Mày đi ở nhà mày là cái thằng bày đàn á. Mày đàn bị mượn nữa để đâu. Mấy giờ chơi tự nhiên đồn mất tiền giờ tao có tiền nếu rồi biết đó đền đi. Biết đòn nhà em 3 triệu. Chứ tự nhiên giờ đó em nói cho đời cũng có đợi 3 triệu mi đền có 500 triệu được rồi khủng quá không nghe lên đi lợi 500 triệu không là 2.5 triệu mày đừng có nói cùng khủng quá mày làm được là giỡn rồi để đền chứ ngừng nuôi sao không hỏi dài à buồn lắm em ơi anh trách ta mai bây giờ gì vậy mày mèo ra giờ lỡ rồi mày cái mèo ra sao anh xịt mèo tráng lại không? Sao anh xịt mèo tráng lại em hả? Mày nó khóc được kìa. Mẹ mày, tao ít chứ muốn thấy đàn bà khóc lắm nha. Giờ mày trao được anh đền được chứ. Sao tao anh lỡ? Mày trao được đền được tiếp. Giờ bi. Mày đỡ tao nói nó. Mày đi. Giờ sao bi? Giờ anh lỡ. Bi muốn sao bi? Hả? Sao ơi, sao anh đền em nhiều anh đền hả? Tiếp có trao cái tiền không chứ. Đồ bây giờ hãy nó hồn cho thao dồn tao hàng đòn 5 triệu cũng được rồi chứ. Đồ bây giờ hãy nó hồn cho thao dồn tao hàng đòn 5 triệu cũng được rồi chứ. Mày có nhiều không chứ? Đòn 5 triệu rồi. Đòn 1 triệu với mày. Nhiều 1 triệu với mày. 1 triệu là anh lấy thở luôn nha Bi. Em biết làm như làm ấy Dũng. Tao thiết cứ lấy tiền ra rồi anh em mình xem đưa nó xem mày trả phép. Mày gì 1 triệu mày. Thâu giờ anh đòn 200 ngàn hả? Mày tỉnh dần mày đã à, tao giết nước rồi sao cái đàn ông mày sao mà cứ nhanh 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 mình trao được mình chịu được hầu giờ mình đền biết bao nhiêu tiền mà bây giờ mày cứ đừng đỡ đàn bà khóc mày hiểu không mày tao thấy mày bữa chiều tao khỏi dám cho em luôn mày mà nhanh lên bữa chiều anh cũng dám cho em luôn tao giờ tao mày ảnh thành quên em đưa 2 sĩ đây em đã làm đâu 2 sĩ em có trao đâu em có cầm không mày đụng mấy mày thùm lây tao đi không mình quên nó đường tiếp thâu hey mày 2 sĩ luôn đây còn có 4 sĩ à cái đồ phộng mày đưa cho hết luôn đi đưa 4 sĩ tao 6 sĩ mày mày còn 4 sĩ rồi xích cổ lấy vậy đủ mày 4 sĩ tao 6 sĩ tao đưa dùng của em 2 sĩ cũng được coi như là cái tiền đưa tao lại 50.000 để tao đổ xăng nữa mày mày tiền tao ông chú ơi quá đủ rồi mày chủ lúc nào vậy á mày tao nói vậy rồi tao lấy tiền ra ra mẹ tao lỡ chứ mày khóc mẹ mày do mình chứ ai lỗi của mình thì biết là lỗi rồi sai rồi xin lỗi rồi tao ít khi thấy con gái khóc lắm mày bi đây kiểu mày bi mày cứ cầm mày đấy mẹ mà giải thì xong tao quyết rồi xong mình trao được chịu được chứ con thỏ mình giữ vậy nó đưa con thỏ nó đưa lên giờ tối anh em nhậu được gì cũng lụm lại nữa sao vậy sao của nó mà lụm chi nữa mèo giấy mày mua giấy em cũng bán lại chứ mẹ mày tao mất 6 sợi tao cây hơn hả tao giải tán gì mày bây giờ mẹ mày chứ mẹ giải tán mẹ đi đúng không tự nhiên giờ anh đàn em con thỏ anh sẽ lụm thỏ lại chứ ừ ồ đâu
mẹ chơi. Ý là anh Thảo anh đòi tiền cho em rồi anh lậm lại chứ tự nhiên mà. Tự nhiên giờ bà anh có là quý em mờ sao không em nữa. Giờ anh để đòi cho em rồi em đòi nữa. Không đi cầm về nuôi đi. Thì sao cũng ngu trắng đi ra chuyện nhật khùng rồi. Thế bây giờ chứ bỏ ông Thảo cũng không thôi chứ không thao của em tao, tao với mày là làm thịt nhậu coi như mình bỏ tiền đây mình đỡ mình nhậu thôi mà phải đền danh dự cho nó chứ là giải đầu quá thiết dự thì đi phí mày điên sao vậy thế là còn tôi mẹ quá đi thế ra đi sao không danh dự đâu làm mấy chút là tao xuống ông Thảo của mình mà không sao đâu em yên tâm mày không lấy tiền đâu ừ. Là sao tự nhiên cũng thao của em mua màu trắng rồi sao bây giờ màu đỏ vậy nè đứa hai vợ chồng đây đụng với tao mặt thiệt luôn quá tự nhiên cũng thao của em đâu anh bỏ tiền anh đền đồng nghe chưa không em không biết anh đền ai thì anh lộn đâu không đi đâu Ê ê tao được chịu được nha mà sơn cái con tá màu đỏ vậy mày ai chịu được quá cái tao sơn đủ thì đưa 400.000 ra tao đi tự nhiên ai biểu anh sơn con tá màu đỏ bây giờ anh đền thôi mày đi cái lỗi không chết đó thì anh chết đó là anh chết bị coi cái chân đầu anh chết bị coi rồi anh vô đấy lại vậy cái đồ em mày gài tao đúng không gài gì đó là cho dương đông cái tay điểm má mày gài tao đúng không mẹ mày Mày quá tự nhiên sao lụm tiền anh đưa cho cũng bị hết là sao em hiểu có 10 chút cua lại điên sao vậy mày mà tự nhiên lụm thà tính của em xong mà bạn đưa tiền nó cho bạn đưa tiền hay bồi thường việc hại cũng thả cho tôi cũng thả mua như vậy 6 triệu mày mày cũng là tiền đó đúng không kiếm được có mấy trăm ngàn mà nó giờ luôn nhưng về sao bây giờ sơn thành màu đó thì trả tiền đây ủa vợ chồng nha mà anh sơn không có vợ chồng anh mua chai sơn chỉ trách anh sơn lại là thành anh táo vợ chồng nhớ tiền là tiền mày luôn nhà đi bỏ ra chút anh cho giờ bây lụm tiền đúng không? Vậy tự nhiên trao 100 giờ bây lụm nhiêu tiền? Tắt tay của em đó bây giờ. Chúc em nói là bây đưa tiền em nha. À, mày mày. Đây bây bây xuống này bây xuống này. Tiền tiền đưa đưa đưa. Thiết má nạp bây được không? Tiền gì? Hả? Đủ cái tiền đấy là đưa bây đâu? Nguyên. Trả 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 bây 100 nhật. Con con. Con làm gì? Con nghĩ gì? Em không thỏa 6 triệu mà đen nhiêu tiền? Cực không à? Ông ăn thôi có phần đi. Quá cái đồ đồ ăn đâu. Thôi lời khỏi được rồi. Ôi viết nó 400 mà đưa nó 200 còn lót 200 tao 600 tao bấm luôn. Lót đủ đủ hay làm clip gì mà tao bấm mẹ chứ sao vậy? Vậy ai muốn làm? Mẹ mình được chuyện cho mày. Con. Tự nhiên. Mà giỡn thì kể bi. Thôi nhường cho em đi. Mà chia ra đọc điều cho nhượng vậy cùng sao nghĩ là nói bao nhiêu rồi được cho em. Thôi nói tiếp ở đây đâu. Xíu vậy cùng giờ. Tao bây giờ sao? Mai đưa lại tôi cũng em á. Mẹ nó điên chứ mày làm như thế nào đốc lại là anh em sẽ vẫn lỗ anh em điên chứ đúng rồi mày sao không thả mai mình sơn lại màu đen nữa luôn cho các bạn trở thành màu lè lè trả độc không mai thơ sơn lại cũng nửa màu đỏ tới ngay thiết là con mi nó đáng đầu bi nói cho anh em biết đi bi cái việc tham lam ít chịu nó là cuối cùng nó là bị bi rồi thiết là lúc nào cũng tham lam của em nãy đụng thôi chưa sơn anh sơn cần tiền đó quên đi tao đưa mày 2 triệu á em có làm rồi đưa 2 triệu ảnh tao tắt mẹ. Ôi rồi, bye bye các bạn nha. Nếu lấy video này vui thú vị, đỡ lại một like, một đăng ký, ủng hộ Bi và mình nha các bạn. Ok, bye bye, hẹn lại các em trong video sau.